Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hóa học. Tại hội nghị, đại diện Cục Hóa chất Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam ký Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học vào năm 1993 và phê chuẩn Công ước vào năm 1998. Đến nay đã đạt được nhiều kết quả trong công tác quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm vũ khí hóa học. Việc nội luật hóa Công ước cấm vũ khí hóa học là công cụ pháp lý để Việt Nam thực thi Công ước cấm vũ khí hóa học, giúp Việt Nam hoàn thành tốt nghĩa vụ quốc gia, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện các quy định của Công ước. Tại hội nghị, đại diện Cục Hóa chất đã trình bày sự cần thiết ban hành nghị định, những điểm mới, danh mục hóa chất bảng và các biểu mẫu, các quy định về chuyển tiếp, cũng như trả lời nhiều câu hỏi thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động khai báo và xuất nhập khẩu hóa chất, đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp và đơn vị liên quan dành thời gian nghiên cứu, đọc kỹ các nội dung được nêu tại Nghị định 33/2024/NĐ-CP để thực hiện đúng quy định và sớm đưa nghị định vào cuộc sống.